tính tương thích điện tử MC của các thiết bị điện. Sự hình thành nhiễu điện tử. Ta tiến hành thí nghiệm như sau: bật một máy radio, sau đó thử tắt bật hệ thống đèn trong phòng. Bạn sẽ nghe thấy nhiễu âm ở máy radio với những âm kêu lách cách khi tắt bật đèn. Khi ta điều khiển công tắc, tia lửa điện chuyển mạch sẽ phát sinh ra một nhiễu điện tử ngắn. Trong mạng điện 50Hz, những thiết bị có công tắc điện tử, thí dụ như triac trong bộ điều chỉnh sáng, sẽ gây ra nhiều tạp âm liên tục. Các biện pháp khử nhiễu. Một biện pháp đơn giản để triệt tiêu dòng điện nhiễu là mắc nối tiếp một cuộn cảm với điện cảm lờ vào mạch điện. Điện áp nhiều cao tần, khoảng từ 30 MHz đến 100 MHz, cũng có thể thông qua hiệu ứng anten của dây nối điện khá dài mà thâm nhập vào thiết bị cũng như từ thiết bị này phát ra. Đối với các dây điện nối với những thiết bị nhạy với nhiễu, như các thiết bị về công nghệ thông tin, những cuộn cảm sẽ được gắn thêm vào hoặc dây kết nối như hình bên, phải được quấn quanh một lõi sắt như một cuộn dây để tạo ra một cảm kháng lớn XL đối với dòng điện nhiễu cao tần. Do sự tự cảm điện cảm sẽ làm giảm sự tăng giảm đột ngột của dòng điện, như thế nguyên nhân phát sinh ra dòng điện nhiễu cao tần sẽ được triệt tiêu. Nhiệm vụ này được cuộn cảm đáp ứng, thí dụ như ở trong bộ điều chỉnh sáng như hình bên. Thêm vào đó, tụ điện chống nhiễu có thể xem như là một dung kháng nhỏ XC cho những tần số cao và dẫn dòng điện nhiễu cao tần vào dây trung tính N có tiếp đất. Nhiễu điện tử lan truyền với tần số lên đến khoảng 30 MHz và chủ yếu qua dây cáp. Nó bị ngăn chặn bởi bộ lọc nhiễu điện tử MC, filter, bộ lọc lưới điện. Những nhiễu cao hơn 30 MHz phần nhiều được truyền qua bức xạ và chủ yếu được ngăn chặn bằng sự che chắn. Sự che chắn chủ yếu bao quanh các thiết bị phát ra nhiễu, nhưng các thiết bị và dây cáp như hình minh họa dưới đây cũng cần được bảo vệ chống nhiễu xâm nhập. Các biện pháp khử nhiễu không cho nhiễu điện tử xâm nhập vào thiết bị đồng thời cũng ngăn cản nó phát nhiễu đi. Bộ lọc nhiễu điện tử bao gồm chủ yếu là tụ điện và cuộn cảm. Với việc nối mạch những linh kiện này với nhau sẽ hình thành bộ lọc tần số thấp. Bộ lọc này làm giảm mạnh dòng điện nhiễu như hình minh họa sau. Nếu nối tiếp các bộ lọc tần số thấp khác nhau lại, sự suy giảm dòng điện nhiễu được tiếp tục hạ xuống. Bộ lọc nhiễu điện tử MC là bộ lọc tần số thấp, không cản những dòng điện xoay chiều 50Hz đi qua, nhưng lại ngăn chặn được các dòng điện xoay chiều cao tần. Tụ điện Y thường được sử dụng trong các bộ lọc khử nhiễu của những thiết bị có phích cắm với công tắc bảo vệ. Do không thể ấn định được qua phích cắm dây nối nào nối với dây pha có dòng điện nhiễu, nên người ta gắn một tụ điện Y vào giữa dây L và PE cũng như giữa dây N và dây PE để tạo sự ngắn mạch cho dòng điện nhiễu cao tần. Độ bền điện áp rất cao của tụ điện Y đảm bảo không hình thành điện áp tiếp xúc nguy hiểm ở vò thiết bị. Tụ điện X được sử dụng trong bộ lọc của những thiết bị điện 3 pha. Vì tùy theo loại phích cắm, việc dây kết nối nào của bộ lọc được nối với 3 dây pha sẽ được ấn định. Tụ điện XY cũng được gộp chung trong một vỏ hộp. Loại tụ điện hai cực trong hình được sử dụng để khử nhiễu của tần số đến 10 MHz. Loại tụ điện 4 cực trong hình có điện cảm kém cho nên có thể sử dụng để khử nhiễu có tần số từ 10 MHz đến 100 MHz. Tụ tiếp xuyên như hình minh họa sau, được sử dụng khi những dây cáp nối không được che chắn dẫn vào các thiết bị điện đã được che chắn. Xung quanh dây dẫn, dây tiếp xuyên sẽ được bố trí một tụ điện đồng trục. Một tấm của tụ điện được kết nối dẫn điện với lớp vỏ che chắn của thiết bị. Tấm kia gắn với dây tiếp xuyên cho dòng dẫn điện,